Phát chào cả nhà đang xem kênh YouTube của Phát nữa nha. Thì hôm nay là cuối tuần á, chồng Phát á, ảnh nấu mì nữa nè các bạn nè. À, cái này là sò điệp, cái này là đông lạnh nha bạn. Sò điệp đông lạnh nó mua siêu thị nhập nhập về đó bạn, rồi chồng Phát mua. Bên này là bắp tươi Phát mới luộc rồi Phát tách ra cho ảnh. Còn trong cái hộp này là hành tây, còn này là tỏi. Ảnh tao tỏi lên, còn hai bên vỉ này là thịt ba chỉ mà họ sắc nhỏ nhỏ ra. Ở đây thì nước suối lên đi rồi soi súp. À, nó là dùng một cái này rồi một nửa hộp này nữa, cái này rất má hết luôn. Alo. À, giờ là còn bên này là anh nấu nước nè, lát nữa ở đây Hasbu ra cái chồng Phát mới bỏ một chút muối vô trong đó, anh đang mì á, mì Ý, mì spaghetti. Nước sôi á, chồng Phát anh bỏ mì vào nè, ở này đi phi minute nữa. Ach, Là anh luộc bis mì này là nach 8 Minuten sind die Nudeln al dente. đến đây hả? Al dente 8 Minuten, aber vielleicht für Kinder und so auch lieber ein bisschen mehr, ein bisschen mehr weich, ein klein bisschen. Und mal vielleicht 10. À, ok. Anh nói là thường thường ảnh luộc mì cho ảnh với Phát ăn ấy, thì ảnh luộc 8 phút. Nhưng mà hôm nay có hai đứa nhỏ ăn chung á, cho nên là ảnh sẽ luộc mì ở trong này là 10 phút. Đó. Chồng Phát á, ảnh bỏ dầu vào trong chảo rồi đó. Bây giờ là chảo nóng á, thì ảnh sẽ cho thịt ba chỉ vào đó. Bây giờ là anh sẽ bỏ hành tây đó các bạn, hành tây cắt nhỏ nhỏ. Và bây giờ là chồng Phát á, anh sẽ bỏ tỏi vào nha bạn. Bây giờ là chồng Phát anh sẽ bỏ bắp vào nha bạn. Và bây giờ là chồng Phát anh sẽ rắc muối đó, bạn thấy là gia vị của anh nấu anh sẽ rắc muối nè. Phát quay là anh nấu sao là Phát quay y chang như vậy luôn nha các bạn, cái gia vị mà anh dùng á. Và bây giờ là một chút tiêu. À, gia vị là Phát để nguyên. Và bây giờ là anh rắc một tá tép bắp đi cá rồi. Cái cà phê vào đó. Cái này là bột bột ớt chuông á các bạn, đó, bột ớt chuông á, phê đi. Xong rồi đó các bạn. À, gia vị là anh chỉ dùng như vậy thôi nha các bạn. Sau đó thì anh sẽ đổ mì vào nha bạn. Bây giờ là chồng Phát á, anh sẽ bỏ sò điệp vào á, anh chiên sơ nha bạn. Và bây giờ là các bạn xem nè, sò điệp. Bây giờ là anh sẽ rắc muối vào sò điệp chút xíu nha bạn. Và tiêu. Anh rắc tiêu. Nước sò điệp này là Phát thấy ăn rất là ngon luôn đó các bạn, nó ngọt á, ăn ngon á. Phê đi. Đó. À, cái này là gia vị cho sò điệp đó các bạn.
Phát chào các bạn nữa nha. Thì bây giờ là chồng Phát á, anh nấu mì với lại sò điệp nhà Phát xong rồi nè các bạn nè. Bây giờ là nhà Phát sẽ ăn nha các bạn. Phát chào các bạn nữa nha. Thì bây giờ là nhà Phát sẽ ăn nha các bạn. Nói tiếng Xin chào cô chú. Alo. Bây giờ là nhà Phát sẽ ăn. Giờ chắc đã xong. Rồi. Cái phụ lên ăn hết rồi. Xin chào sò lạp. Spaghetti. Bỏ thêm vào phần cái súp với cái sợi rồi. dây Sau ba lần phần cái súp với sợi rồi sao cũng cho mà hai. Gia vị á, gia vị bên này ăn như vậy các bạn, gia vị nhà các muối là chủ yếu đó. Món ăn của người Đức Phát thấy là muối là chủ yếu, cái gia vị họ nêm á, muối là chủ yếu, không có đậm đà giống như thêm nhiều gia vị như ở bên Việt Nam mình. Bây giờ là nhà Phát ăn xong rồi đó, hai đứa này nó ăn không có hết à. Lát nữa Phát với chồng Phát, là chồng Phát thì ăn của Tiên, Phát thì ăn của Lê Na này. Hôm nay ăn, hôm nay ba ba dẫn đi chơi á. Rồi Phát cảm ơn các bạn đã xem video của Phát luôn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ luôn. Phát chào các bạn. Thăm bê cô chú. Papa lại đi cắn súp cơm 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 cơm